V2 cảm ứng nắp gập đầu tiên ở Việt Nam đã xuất hiện tại Kỳ Lân Luxury rồi. Tiếp tục hôm nay là một phiên bản khác, cũng là dòng Iron Flip nhưng phiên bản phía sau lưng là Carbon, đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện tại Kỳ Lân Luxury và trên 100 triệu đồng, giá tốt nhất thị trường. Điện thoại V2 chính hãng tại Kỳ Lân Luxury. Đây là dòng điện thoại V2 cảm ứng dạng thanh nắp gập. Đó chính là phong cách sử dụng điện thoại V2 cảm ứng V2 chính hãng Iron Flip. Đây là phiên bản Carbon đầu tiên ở Việt Nam tại Kỳ Lân Luxury. Ở những clip trước, Kỳ Lân đã từng review giới thiệu rất nhiều về dòng V2 Iron Flip rồi. Và đây là Carbon thì như nhau về chất lượng, thì như nhau về cấu hình, kiểu dáng. Nhưng chỉ khác biệt ở phần sau lưng này, đối với phần da B thì cũng sẽ có nhiều màu sắc cho chúng ta lựa chọn. Đối với phần da cá thì cũng có nhiều màu sắc cho chúng ta lựa chọn. Và đối với phiên bản Carbon này cũng vậy, cũng sẽ có nhiều phiên bản màu sắc cho chúng ta lựa chọn. Nhưng dòng Carbon này là dòng hãng đưa ra tiêu đề là chúng ta phải đặt hàng thì sẽ mới có. Và Kỳ Lân vinh dự, vinh hạnh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có xuất hiện phiên bản Carbon này. Phần Carbon này thì chúng ta sờ vào bề mặt sẽ cảm nhận được sự bóng, sáng và rất là sạch sẽ. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.